Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Vâng, trong ngày hôm nay thì em lại lên sóng review giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu, phiên bản số sàn, động cơ 1.2, máy Capa. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, sơn zin, mang biển kiểm soát 62A 06511. Xe đã được độ lên đèn gầm rồi. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Dòng xe này thì có rất là nhiều ưu điểm. Đấy, form đẹp, sedan 2 đầu. Tiết kiệm nhiên liệu, máy chỉ 1.2 thôi. Đấy, dòng động cơ của Hyundai sử dụng động cơ Capa này có rất là nhiều ưu điểm. Đấy, sử dụng là vâng, trên dòng xe của Hyundai và Kia Morning của Hàn Quốc thì sử dụng động cơ TGDI, tức là có 3 yếu tố chính, đó là sử dụng là bơm xăng tăng áp, đấy, đốt cháy nhiên liệu tốt hơn này. Ngoài ra thì còn thu gom khí thải xăng đốt thừa thì sẽ được quay lại để đốt hết, đấy, giảm lượng khí thải. Ngoài ra thì chiếc dòng xe này còn trang bị thêm một động cơ để làm mát cho lốc máy, giảm ma sát và tăng hiệu suất các bác nhé. Mặc dù là động cơ dòng hatchback thì 1.0 và dòng này thì là 1.2 nhưng hiệu suất là rất là cao. Chạy cũng vẫn là rất khỏe mà xăng thì rất là tiết kiệm. Đó. Vâng, chiếc xe này là bản thiếu các bác nhé. Bản thiếu thì sẽ không được trang bị phanh đĩa ABS, túi khí. Gương kính không được cụp xoè. Sơn xi rất là sạch sẽ đẹp đấy. Một chiếc xe không chạy taxi dịch vụ các bác nhé, tư nhân chính chủ. Xe đẹp, không đâm va tai nạn. Vô lăng 3 chấu. Đó, rất là sạch sẽ này, táp ly 4 cánh này. Đó, keo chỉ 4 cánh là đều còn nguyên các bác nhé. Không mất đến một phân, cột kèo đinh bấm zin nguyên bản. Phần ốc bản lề này chưa bao giờ đụng đến cà lê màu led. Nội thất ghế da nguyên bản, trần lì nguyên bản. Cửa đóng rất là êm. Bốn cánh táp ly đều sạch sẽ. Trang bị động cơ 1.2 nhưng máy chạy cũng rất là khỏe, tăng tốc rất là nhanh do sử dụng động cơ Capa TGDI, bơm xăng tăng áp. Form dáng nhìn thì phía sau đây rất là cứng cáp, rất đẹp các bác nhé. Hai cụm đèn phanh đèn hậu đây rất là đều nhau. Xe trang bị cam lùi đầy đủ rồi, màn hình cam lùi đầy đủ. Hyundai Grand i10 2016 phiên bản số sàn, động cơ 1.2, rất rất tiết kiệm nhiên liệu. Máy thì nhìn chạy không hề yếu các bác nhé, do sử dụng công nghệ riêng của nhà sản xuất. Đó, với mức giá đề xuất là 265 triệu đồng thôi, 265 triệu đồng. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi, không cần phải đầu tư thêm một khoản phí nào khác. Vâng, 265 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bốn cổ lốp thì cũng còn rất là ok. Đấy, 6 đến 70%. Cua lốp thì rất là ok rồi. 2016 cơ mà. Keo chỉ 4 cánh này. Zin nguyên bản. Đấy, ốc bần này đây. Đấy, phần là tem mác sản xuất này.
Dòng cái đời này vẫn còn là nhập khẩu các bác nhé. Đến 2017 thì mới là tại sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Vô lăng này còn rất là đẹp. Đây là bảng táp lô đồng hồ. Đấy, xe được trang bị khóa điện. Ốp đô đây các bác này, 8 vạn 6 nhá. Phần xi nhan. Phụ nữ gạt mưa đầy đủ. Màn hình theo xe các bạn. Đó, hướng dẫn chỉ đường này, không cần mạng các bác nhé. Đấy. Cái này nó sẽ báo nhận tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh. Đấy. Báo tốc độ rồi điểm bắn hay là tốc độ đường ngược chiều là nó sẽ báo hết các bác. Đi không bao giờ sợ lạc. Cắm USB kết nối vào Bluetooth. Đó, màn hình cam lùi đây. Rất led các bác nhé. Đó. Trang bị 5 cấp số. Không hề màu mòn. Phần phanh tay. Gương kính chỉnh điện. Phần kính thì em bao test cho các bác nhé. Phần kính và phần đèn em bao test cho các bác, hoạt động trơn tru đầy đủ. Dòng xe Hyundai này điều hòa rất mát, ngang ngửa với cả Toyota Innova hoặc là Vios. Nói chung là dòng Toyota Innova, hai dòng này điều hòa mát cực sâu. Sấy gương, sấy kính đầy đủ. Máy lổ siêu êm các bác nhé, gần như quay video nó không nghe gì. Đó. Đấy, máy đó chuyển động rất là êm. Phanh cực ăn. Đang lùi đây các bác này. Đó. Chuyển động cực kỳ êm, không rung lắc. Mặc dù chỉ trang bị động cơ 1.2 thôi. Công nghệ bơm xăng tăng áp. Thu gom khí thải, làm mát động cơ, cho nên là rất hiệu quả, rất tiết kiệm. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho các bác xem này. Do xe được trang bị một hệ thống làm mát lốc động cơ cho nên là máy lổ rất là êm. Sẽ giảm ma sát, tăng hiệu suất. Đó. Máy lổ rất êm các bác nhé. Đó. Máy số zin vẫn còn keo đuôi chuột đây các bác này. Đó, răng thần còn chưa ra các bác nhé. Máy móc zin. Phần bụng giảm sóc. Keo chỉ lắp cabo đây, zin nguyên bản. Trên dòng này thì không được trang bị phanh đĩa ABS và la răng đúc, nhưng giá thành thì nó lại rất là tốt. Máy móc khô ráo sạch sẽ, em đã kiểm tra phần gầm rồi, không hề có hiện tượng gì dầu chi. Dòng này máy móc cũng rất là lành, đồ đạc thay thế rất là sẵn, nhanh và rẻ. Đó. Động cơ Hyundai, của Hyundai là động cơ K3 các bác nhé, và dòng trên dòng Kia Morning cũng vậy. Đó. Máy nổ siêu êm. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ hoặc bấm nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên. Bác nào mà
chưa có ý định mua xe mà chỉ xem tham khảo thì cũng cho em xin một nợ đăng ký. Các bác xem nhiều thì sẽ tìm được ra là một chiếc xe phù hợp với mình. Đó. Một chiếc Hyundai Grand i10 2016 bản thiếu phiên bản số sàn động cơ 1.2 với mức giá đề xuất 265 triệu đồng. Vâng, 265 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào mà quan tâm mẫu xe này nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc trực tiếp đến cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đồng hành ủng hộ kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Xin chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.